thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Chúa Giêsu tiên tri ứng nghiệm cơ tận thế do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Thánh Kinh Matthew 24 1. Khi Đức Chúa giê sớt ra khỏi đền thờ, đang đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. 2. Ngài phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. 3. Ngài đang ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. 4. Đức Chúa Jesus đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. 5. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. 6. Các người sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. 7. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Lời bình, câu chúa phán dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Lời tiên tri này của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm vào năm hùng nhâm dần 2022 chiến tranh bùng nổ ở Đông Âu khi Nga tấn công Ukraine. Và năm mèo quý mão 2023 beo chiến binh Hồi giáo Hamas tấn công Israel, sau đó Israel đánh trả thù, thành phố sụp đổ hoang tàn, chết chóc kinh hoàng, đói khát tràn lan. Song song với những trận chiến đẫm máu ấy, còn có những cuộc tập trận diễu võ dương oai dầm rộ của Trung Quốc và khối quát tứ giác kim cương Mỹ, Nhật, Ấn, Úc đang diễn ra ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và đặc biệt những năm gần đây liên tiếp tai họa xảy ra dồn dập như dịch Covid-19, động đất, rông bão lũ lụt, hạn hán cháy rừng, hệ quả suy thoái kinh tế, lạm phát tiền tệ, vật giá gia tăng, rối loạn xã hội, bất ổn chính trị. Chúa hẹn dậu này vì sao Chúa phải chịu đóng đinh? Vì yêu nhân loại Chúa hy sinh, treo thân quần quại trên thập giá, cứu rỗi nhân loại bởi nặng tình. Nặng tình thương chúng cõi hồng trần, Chúa nguyện cúng dường trọn tấm thân, mặc dòng máu chảy trời rất lệ. Ngàn năm nhân loại mãi bâng khuâng, Chúa đã ra đi vì yêu người. Một mình gánh khổ khắp nơi nơi, đắng cay Chúa nguyện đành cam chịu, gieo sâu bác ái tận muôn đời. Chúa hẹn dậu này Chúa trở về trong cảnh nhơn loài cõi trần mê. Khi bom nguyên tử rung trời đất, tang thương chết chóc khắp tư bể, Chúa cứu loài người khỏi diệt vong. Phép linh Chúa giải khắp đại đồng, cứu hiền trừ ác theo thiên luật, lưới trời không sót một mảy lông. Cơ thâm thì họa diệt thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng giàu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sau sẽ thấy hùm beo khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này vương lịnh minh vương, với lịnh Phật đường đi xuống giảng dân, thấy trong bá tánh phàm trần, kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tà, mặc ai bàn tán gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân, kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi, nam mô, mô Phật tử bi, miệng thì niệm Phật lòng thì tà gian, khắp trong bá tánh trần hoàn cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng như ai, vào các gia đài tột bực giàu sang, nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ẩn giật lâm san tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thần thơ lại gặp đức thầy Bửu Sơn, cúi đầu điên tỏ nguồn cơn. Động lòng bác ái ra ơn dạy chuyển, thấy điên tâm tánh quá thiền. Nội trong sáu khắc biết liền thiên cơ, chuyện này thôi nói sơ sơ để rộng thì giờ nói chuyện trơn tu, dương trần kẻ trí người ngu. Hàm võng hàm dù danh lợi xuê sang, cờ đã đến nước bất an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha, yêu chúa kính vì tổ tông, ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi, chừng nào mới đặng thành thơi, dậu Phật ra đời thế giới bình yên, điên này điên của thần tiên. Ở trên non núi xuống miền lục châu, đời còn chẳng có bao lâu. Giáng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên, khuyên người đời tu niệm, Đức Huỳnh Giáo chủ viết năm 1939. Lời bình, câu sấm. Phật trời thương kẻ nhu mì. Trọng cha, yêu chúa kính vì tổ tông. Cụm từ trọng cha nghĩa là tôn trọng đấng cha trời ngọc hoàng thượng đế, cụm từ yêu chúa là yêu đấng cứu thế bản tin đấng cứu thế trong cuốn Chapter of Life, ấn bản cách này hơn nửa thế kỷ của vị Lạt Ma Tây Tạng Tê Lốp Gang vampa Có lời tiên tri rằng đấng cứu thế hay đấng lãnh đạo thế gian, ai muốn gọi ngài với danh vị gì tùy sở nguyện, The Savior or World Leader, Whichever You Prefer. Ngài sanh vào đầu năm 1985 và được sự giáo huấn rèn luyện thật đặc biệt. Ngài gốc người châu Á, Tất nhiên đấng cứu thế cũng phải có những môn đồ thân cận hay những người phụ tá, hay những vị bộ trưởng, tùy sở nguyện ai muốn gọi họ với danh vị gì cũng được cô đem what you like. Họ là những người đặc biệt sinh ra đời để phụng sự thế gian. Người đồ đệ đầu tiên của Ngài sanh năm 1941 và những người đồ đệ kế tiếp Xanh muộn hơn. In 1941, The First of the Disciples Was Born. NR Hub Bin Bon Chapter of Life Page 23 Lời Bình Đấng cứu thế sinh ra đầu năm 1985 The Act to ổ Savio Win Be Bon Early in 1985 And in the interim the Did Win Be Preparing the Way Đầu năm 1985 Tức tháng một dương lịch Nhằm vào tháng chạp hai tháng 12 âm lịch Năm giáp tí ứng với câu sấm trạng trình Năm giáp tý vẻ khuê đã giảng cụm từ vẻ khuê là vì sao khuê báo điểm linh ứng đấng cứu thế giáng trần. Sydney, ngày 5 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.